Vô đây cô nói chuyện con chút xíu cô. Ở đây có mảnh vườn đẹp quá ha. Con mít có đồ nữa kìa. Dạ dạ đúng rồi. Cái mảnh này á, tổng diện tích là gần 500 m². À, đất cây lâu năm có 200 m đất ở gì? Đất ở nông thôn có 200 m nè. Cái này nở hậu hay gì cô? Nở hậu đó 15 mét mấy nữa hả? À, ngoài trước là 12 mét đúng không? Ừ, con ngồi ghế đi, con ngồi ghế đi. Ngoài sau nở hậu là 15 mét. Dạ. Đó, vậy đó thì chiều dài là 38 mét mấy. Chiều dài 38 mét mấy hả? Ờ, đúng rồi. Là cô bán luôn căn nhà này. Bán luôn căn nhà này. Ừ. Dạ. Dạ, bán luôn căn nhà này á con. Dạ, rồi cô bán giá bao nhiêu? Ờ, cô bán 36 đó. 3.6 hả? 3.6 vậy cô còn thương lượng không? Là gì? Còn thương lượng không? Thương lượng nhẹ hả? 3.6 giá bán như giá đất. Nếu mà 3.6 tính ra nhiêu tiền mới luôn ta? Nếu 7 triệu 1 mét vuông thì cái này 500 mét vuông đó con. Dạ dạ. À, là coi như là 6 triệu mấy mét vuông tính căn nhà luôn. À, tính ra vậy cũng được chứ không mắc. Ờ, vậy nhờ cô mai, con mai mối giùm. Dạ, dạ. Dạ, thôi để con quay con bán giúp cô. Dạ. Rồi, cô chú vô trong đi. Cô thấy con có nhiều cái miếng ở nhiều mối nhiều ghê á, con thấy nhiều mối. Dạ, dạ. Mối nào à? Hy vọng là con bắt được. Dạ dạ. Thì xin chào anh chị. Bữa nay em có mặt tại căn nhà mặt tiền quốc lộ 50 thuộc địa phận ấp Bình Tây, xã Thanh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì cái diện tích nhà này thì còn hai phân nhỏ nhỏ nữa là 500 m² đó anh chị. Có 200 m thổ cư. Thì bây giờ em quay con đường cho anh chị đi coi trước. Thì sau em vô căn nhà em quay sao. Thì con đường này anh chị rất là rộng rãi luôn. Đường này, hướng này thì về thành phố Hồ Chí Minh, về thị xã Gò Công, về thị trấn Vĩnh Bình. Nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị đi cái hướng này về thì cỡ tầm 1 tiếng 10 phút đi xe là tới địa điểm này. Còn hướng này ngược lại, anh chị chạy cái đâu cỡ tầm chưa tới 20 cây tới thành phố Mỹ Tho. Đó. Thì em muốn giới thiệu đến cho anh chị cái căn nhà này nè. Căn nhà này ở ngoài trước bề ngang là 12 mét. Ở ngoài sau nở hậu là 15 mét nha anh chị. Bề sâu là 36 mét. Thôi bây giờ anh chị theo em vô quay căn nhà đi. Đi vô căn nhà. Thì căn nhà này ở ngoài mặt tiền thì cũng có mảnh vườn nhỏ nhỏ nè anh chị. Mảnh vườn em thấy có trồng mít nè. Trồng ổi nè, em qua đây quay trái cây cho anh chị coi đi. Đó. Trồng mít, trồng ổi, trồng bưởi. Ở đây xem như cái mảnh vườn tiểu cảnh vậy đó anh chị. Thì căn nhà này thì rất là kiên cố. Em thấy cũng rất là mới. Đó, bây giờ anh chị theo em vô quay căn nhà nha. Quay căn nhà đi ơi. Đây là căn nhà của mình anh chị. Đây, để anh quay cho. Quay chút xíu rồi em quay cuốn sổ cho anh chị coi. Đây là căn nhà phía trong. Căn nhà phía trong nè anh chị. Thì căn nhà này á, bình thường là chị để em coi phía sau thì nhà này có một cái phòng nè.
phía sau mình còn đất nữa không con? Còn phía sau. Dạ dạ, để con quay phía sau cái nữa được rồi. À, đất phía sau mình đây con mượn đất. Đất phía sau mình là tới cái hàng rào phía sau hả con? Dạ dạ. Dạ. Đây nè anh chị, ở đây mình tới cái hàng rào phía sau. Đất rất là rộng luôn anh chị, 500 mét vuông. Phía sau thì ở đây có trồng bưởi nè. Trồng bưởi, trồng chuối. Phía sau nở hậu 15 mét nha anh chị. Để em ra phía sau không quay. Phía sau thì mình có cái đè nè. Đè ở bên kia thì ta chuẩn bị tới xây nhà vườn hay gì đó anh chị. Nhà vườn hay là làm công ty gì đó. Cái nhà vườn rất là rộng. Xung quanh thì không có màu mã gì hết á. Đất rất là đẹp. Đó, thì ở ngoài sau nở hậu rất là lớn luôn anh chị, 15 mét. Thì bây giờ để em quay con sổ cho anh chị coi nha. Để em lên trên em quay con sổ. Đó, thì bên hông mình thì còn diện tích cũng rất là rộng luôn anh chị, để mình làm một căn nhà vườn. Thì rất là rộng. Ở đây thì ủy ban xã đâu ở sát bên luôn anh chị. Ủy ban xã thì ủy ban xã sát bên luôn. Đây là coi như 500 mét vuông. Thì cô chủ kêu bán 3 tỷ 6. Có nhà có cửa, anh chị về làm nhà vườn ở cũng được. Đó, rất là rộng. Thì ở đây là cái mảnh đất của mình. Để em quay cho anh chị coi nha. Đây. Ấp Bình Tây, xã Thanh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 499,8 m. Đó còn 2 phân nữa, 2 tấc nữa là coi như là 500 mét vuông nha anh chị. Hình thức sử dụng riêng nè, toàn bộ. Đất cây lâu năm là 299,8 m nè, còn 200 mét vuông là đất ở nông thôn. Đó. Không có sử dụng khác. Đây là cái mặt tiền đường lộ 12,7 m là coi như gần 13 mét nha anh chị. Ở dưới nở hậu là 15 mét mấy. Bề dài là 38 mét mấy rồi anh chị. Bề dài 38 mét mấy lần. Lộ giới vô 11 mét rồi. Lộ giới vô 11 mét rồi. Tọa độ đây. À, cái sổ này thì rồi. Thì anh chị nào cần thì liên hệ ngay số điện thoại của em. Thì cái căn nhà này á, mặt tiền quốc lộ này, thì cái giá này với cô lô căn nhà thì em thấy cũng hợp lý anh chị. Tại vì em quay mấy cái căn nhà ở trong cái đường huyện lộ thôi, ở trong đường huyện lộ thôi là nó đã có cái giá đó rồi. Nhưng mà cái đường quốc lộ 50 này á, cái giá này á, thì nói chung tương đối á, là người ta kẹt tiền người ta bán đó anh chị, rất là rẻ. Nếu mà anh chị nào ấy thì anh chị có thể đi so sánh. Mảnh đất ở khu vực quốc lộ 50 này người ta đã bán trung bình là ngay chỗ có một chỗ 7 triệu, có một chỗ 8 triệu và có một chỗ 6 triệu. Thì tùy theo đất có thổ cư chưa hay là đất thấp hay không đó, nên người ta bán tùy theo cái miếng đất của mình. Nhưng mà cái miếng đất này anh chị có luôn căn nhà và đất đã cao ráo thì bán cái giá này 6 triệu mấy thôi anh chị,
rất là rẻ. Mà em công nhận là rất là vừa phải luôn đó. Tại người ta đang cần tiền đó anh chị. Thì anh chị nào cần mua thì cứ liên hệ ngay số điện thoại của em. Liên hệ ngay số điện thoại của em gặp lên đây em sẽ cho gặp trực tiếp chủ để thương lượng với chủ. Thì chủ đề xuất cái giá này không biết cô chú có còn thương lượng được nữa hay không. Hiện mảnh vườn bên hông á, bên hông mình thì còn cũng cả mấy trăm mét để làm vườn đó anh chị. Làm vườn rất ở đây nè, thẳng lên phía sau nè, cái mảnh vườn phía sau này đi ngang nữa, rất là rộng. Phía trước thì anh chị mua á, thì anh chị có thể đầu tư kinh doanh buôn bán, mở tiệm cái gì cũng được, tại vì ngang 12 mét rất là rộng luôn. Thì ngang 12 mét ở phía trước rất là rộng. Anh chị có thể buôn bán gì cũng được. Nhà này là nhà hướng hướng Bắc nha anh chị. Hướng Bắc. Ngoài trước mình thì cây xăng có đầy đủ. Đường xá xe chạy rất là nhộn nhịp. Anh chị mở nhà kho hay là xưởng hay là mở công ty nhỏ nhỏ gì cũng được anh chị. Rất là đẹp. Ở đây thì công ty nào cũng có đó, công ty rất là đẹp luôn. Rồi anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em nha, em xin